Ôi Quảng Bá, cá Hồ Tây, hàng đào tơ lụa làm say lòng người. Quý vị đang nghe một câu ca dao nói về phố hàng đào. Địa danh phố hàng đào còn lưu lại trong những câu hát đối giữa nam và nữ như sau: trên tràng thi, dưới lại tràng thi, ai đem nhân ngãi tôi đi đằng nào. Trên hàng đào, dưới lại hàng đào, ai đem nhân ngãi tôi vào tràng thi. Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị. Thưa quý vị, khi chúng ta đến thăm khu phố cổ Hà Nội, không thể bỏ qua dãy phố hàng ngang, hàng đào, hàng đường, Đồng Xuân. Trong đó, phố hàng đào được xem là cổ kính và thơ mộng nhất trong khu phố cổ. Phố hàng đào được ví như con đường tơ lụa thu nhỏ của Hà Nội. Phố không chỉ thu hút bởi địa danh lịch sử lâu đời cùng các mặt hàng vải vóc, quần áo. Đặc biệt, vào các ngày cuối tuần, từ tối thứ Sáu đến hết ngày Chủ nhật, đây là tuyến phố đi bộ bán ẩm thực chợ đêm với rất nhiều các món ăn đa dạng ở đây. Phố Hàng Đào được coi là đường chính của 36 phố phường Hà Nội. Trải qua bao nhiêu thế kỷ, phố Hàng Đào vẫn được coi như một trong những phố buôn bán tấp nập bậc nhất trong khu phố cổ. Sở hữu nhà ở đây là mong ước của nhiều thương nhân Hà Nội các đời. Mỗi tấc đất ở đây là một tấc vàng. Trước khi chúng ta tìm hiểu tiếp về lịch sử phát triển của con phố từ xưa tới nay, quý vị nhớ nhấn like và chia sẻ để ủng hộ kênh nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, phố Hàng Đào nằm ngay phía bắc Hồ Gươm, dài khoảng 260m, chạy dài theo hướng bắc nam. Phố Hàng Đào được coi là đường trục chính của 36 phố phường, cách bờ hồ Hoàn Kiếm khoảng gần 100m, nay thuộc phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hiện nay, xe cơ giới chỉ được chạy một chiều nam bắc, và lòng đường trở thành tuyến đi bộ vào buổi tối các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Đầu phố giáp với các phố hàng ngang, hàng bạc, hàng bồ,
giữa phố có ngã ba thông sang phố Gia Ngư. Phía nam giáp với các phố Hàng Gai, Cầu Gỗ, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Phía tây của phố là các nhà mang số chẵn, phía đông là các nhà mang số lẻ. Thưa quý vị, sở dĩ người ta gọi là phố Hàng Đào bởi xưa kia phố chuyên bán các loại vải nhuộm đỏ, nhuộm hồng và rất nhiều các màu khác nữa. Nói đến tên Hàng Đào thì nó được hình thành từ rất lâu đời rồi. Tại cố đô Hoa Lư xưa cũng có một phường Hàng Đào. Trong tác phẩm Dư Địa Chí soạn vào đầu thế kỷ thứ 17 của Nguyễn Trãi cũng ghi nhận phường Hàng Đào nhuộm điều, nghĩa là dân phường này ở thời điểm đó đã có nghề nhuộm và chuyên về nhuộm màu đỏ, màu hồng, màu hoa đào, vân vân. Nhưng tới thế kỷ thứ 18 thì phố này nhận nhuộm thêm nhiều màu khác, còn nhận cả chuội, tơ lụa cho trắng nõn nà. Sách Thượng Kinh Phong Vật Chí còn ghi, phường Hàng Đào làm nghề nhuộm màu, màu trắng, trắng như tuyết, còn màu đỏ, đỏ như tiết, màu đen như nhuộm mực, vân vân, còn màu vàng là màu chính. Màu tạp thì có màu huyền, thiên thanh, hoa đào, cánh trả, quan lục, không màu nào giống màu nào. Thời gian sau đó, phần lớn nghề nhuộm chuyển sang khu vực Cầu Gỗ. Phố Hàng Đào Hà Nội trở thành phố chuyên bán các loại hàng tấm, tơ lụa, lượt, là, đũi, sa. Quý vị, theo sử sách, phố Hàng Đào dưới thời Hậu Lê từ thế kỷ thứ 15-16 thuộc phường Đồng Lạc và Đại Lợi, tổng tiền túc huyện Thọ Xương cũ. Phường Đại Lợi tập trung nhiều người dân gốc làng Đan Loan, Bình Giang thuộc Hải Dương bây giờ, Đình Loan, Đông Cao thuộc Bắc Ninh bây giờ đã đến đây lập nên phường Đại Lợi chuyên làm nghề nhuộm tơ lụa, khiến cho Hàng Đào trở thành một trung tâm nhuộm tơ lụa và nhiều sầm uất nhất Hà Nội thời bấy giờ. Những phiên chợ vải của phố thu hút mọi làng dệt tứ xứ đến mua bán như The từ La Cả, La Khê, Lĩnh từ làng Bưởi, ven Hồ Tây, Gấm Vóc của Vạn Phúc. Hiện nay vẫn còn tấm bia có từ năm 1706 ghi rõ tên cụ tổ sư nghề nhuộm là người của phường và là thành hoàng làng tại số nhà 90A. Đến thế kỷ thứ 17, phố Hàng Đào đã rất sầm uất do buôn bán chủ yếu bằng tín nghĩa. Phiên chợ tơ ở đây đều đặn mở vào các ngày mùng 1 và mùng 6 âm lịch hàng tháng. Hàng chất lượng cao sau này thường trao đổi với các làng gần như làng Cự Đà, Vạn Phúc, Trúc Bạch, Trích Xài, Yên Thái, v.v. Tuy nhiên, lòng đường vẫn hẹp và nhà cửa thò ra thụt vào. Mặt phố hầu hết xây theo kiểu trồng diêm, vừa thấp vừa nhỏ.
phố Hàng Đào, nguyên là phần đất của hai phường Đồng Lạc phía giáp với Hàng Ngang và Đại Lợi phía giáp với bờ hồ, thuộc Tổng Tiền Túc, sau đổi là Tổng Thuận Mỹ, huyện Thọ Xương cũ. Phường Đại Lợi vào đời Lê gọi là Thái Cực, cho nên ở đằng sau dãy nhà số lẻ xưa có một cái hồ rộng ăn lan với gần phố Hàng Bè và thông ra Hồ Gươm. Gọi tên là Hồ Thái Cực hoặc Hồ Hàng Đào mà Phạm Đình Hổ có nhắc tới trong tập Vũ Trung Tùy Bút vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19, hồ ấy bị lấp đi để lấy chỗ xây nhà cửa. Ngày nay, di tích của hai phường cũ đó là những đình miếu còn sót lại, miếu Đồng Lạc, số nhà 31, đình Đồng Lạc ở số nhà 38, thờ Bạch Mã, Linh Lang, Cao Sơn. Đền Đại Lợi có tên là đền Bạch Mố, tức là vải trắng, ở số nhà 47, thờ thần Bạch Mã. Còn đình Đại Lợi thì vốn ở vào cuối phố, giáp với Hàng Gai, do mở đường nên rời vào chỗ bây giờ là 50 phố Gia Ngư, cũng thờ ba vị thần Bạch Mã, Linh Lang và Cao Sơn. Ngoài ra, cũng ở phố Hàng Đào, tại số nhà 90A là đình Hoa Lộc do dân làng Đan Loan ở huyện Bình Giang, nay thuộc tỉnh Hải Dương, lên đây cư trú lập ra. Vì dân Đan Loan làm nghề nhuộm màu và buôn bán tơ lụa, nên ở đình này thờ tổ nghề nhuộm và là thành hoàng của làng Đan Loan là Triệu Sương và vợ là Phương Dung. Trong làng Đan Loan, bây giờ vẫn truyền tụng về nguồn gốc nghề cổ của làng như sau. Vào thời nước ta bị nhà Đường cai trị, có một viên quan tên là Triệu Sương cùng vợ là Phương Dung công chúa đi qua vùng này, yêu cảnh vật hiền hòa, mến con người ham học hỏi. Chịu thương, chịu khó, nên hai vợ chồng đã ở lại, đem nghề gia truyền là nhuộm vải, tơ lụa truyền cho dân làng. Đặc biệt ông bà đã dạy cách nhuộm được nhiều màu sắc khác nhau, chứ không chỉ là những màu đen, màu thâm thông thường. Điều này đã giúp dân làng làm ăn rất phát đạt. Nhớ ơn sâu, người dân làng Đọc đã thờ ông bà làm thành hoàng làng. Sử sách đã từng viết, Đan Loan, một làng nghèo ở xứ Đông, cách Thăng Long đến 50 cây số, do có kỹ thuật nhuộm điều đã kéo về hành nghề ở Thăng Long ngày một đông. Vào cuối thế kỷ thứ 16, người làng Đan Loan đã lập được đình làng ở Hàng Đào, lập được chợ riêng ở phố Hàng Đào. Phố Hàng Đào trở thành phố riêng của dân làng Đan Loan và họ giàu lên nhanh chóng. Làng Đan Loan, vốn tên nôm gọi là làng Đọc, là một trong những làng nổi tiếng nhất Hải Dương. Thưa quý vị, phần lớn các cửa hiệu phố Hàng Đào từ thế kỷ thứ 19 chủ yếu bán lẻ lụa, vải do phụ nữ cai quản. Dần dần các cô gái giàu sang nơi đây nổi tiếng đồn là căn cơ, khéo léo, sắc sảo, thường được gả chồng vào gia đình thương nhân, quan lại, trí thức. Một trong số đó có gia đình cha con trí sĩ Lương Văn Can và Lương Ngọc Quyến. Phố Hàng Đào được xây dựng trên con đê cũ đã bỏ đi sau khi sông Hồng đổi dòng, cho nên nền đất khá cao. Thời Pháp thuộc, phố này người Pháp đặt tên là Rue de la Soie, dịch ra tiếng Việt là phố Hàng Lụa. Từ đầu thế kỷ thứ 20, họ lại đặt đường ray cho tàu điện bánh sắt chạy tuyến bờ hồ Hàng Đậu qua đây. Về sau còn kéo dài tới chợ Bưởi và Ô Yên Phụ, nhưng đến nay đã không còn nữa. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, diễn biến từ năm 1914 đến năm 1918,
phố Hàng Đào bắt đầu mang dáng dấp của một con phố hiện đại. Một số người Ấn Độ ở năm thành phố nhượng địa của Pháp trên đất Ấn Độ đã đến đây mở cửa hàng vải, cát bá trắng, kaki, vân vân. Vào khoảng năm 1925, vải Tây thắng thế. Quá nửa phố cho thuê bán vải Tây, khiến hàng truyền thống vắng hẳn. Rồi dần dần, phố không còn bán vải nhuộm màu nữa, mà thay vào đó là các mặt hàng cao cấp, xa xỉ. Đến năm 1930, hàng loạt các cửa hàng bán tạp hóa, bán đồ hiệu sang trọng của Pháp bắt đầu xuất hiện khắp các con phố như nước hoa, mỹ phẩm, mũ dạ, mùi xoa, phu la, vân vân. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, do buôn bán tư nhân không được quốc doanh khuyến khích, phố Hàng Đào bị chìm dần vào lãng quên. Mọi hoạt động buôn bán bị đình trệ. Mãi đến sau năm 1986, khi có chính sách đổi mới của nhà nước, mở cửa nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế thế giới thì phố Hàng Đào mới bừng dậy với sự xuất hiện của hàng loạt các cửa hàng tạp hóa, đồng hồ, quần áo may sẵn, nhiều nhà cao tầng, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo con phố cổ Hàng Đào. Hàng Đào trở thành phố du lịch chuyên bán đồ cho du khách nước ngoài. Thưa quý vị, mặc dù là phố buôn bán, nhưng Hàng Đào lại được coi là cái nôi của văn hóa và phong trào yêu nước kháng Pháp. Năm 1907, chính tại ngôi nhà số 10 và số 63 ngày nay, cụ Lương Văn Can cùng các sĩ phu yêu nước đã lập nên phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục nhằm thực hiện cải cách xã hội Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Mục đích của phong trào là khai trí cho dân, phương tiện được hoạch định, mở những lớp dạy học không lấy tiền để đúng với cái tên là Nghĩa Thục và tổ chức những cuộc diễn thuyết để trao đổi tư tưởng cùng cổ động trong dân chúng. Tuy nhiên sau đó, phong trào đã bị thực dân Pháp thẳng tay đàn áp. Cụ Lương Văn Can đã bị đẩy đi Côn Đảo và con cụ là Lương Ngọc Quyến cũng hy sinh anh dũng trong cuộc khởi nghĩa ở Thái Nguyên vào năm 1917 của đội Cấn vang bóng một thời. Giải phóng thủ đô vào mùng 10 tháng 10 năm 1954. Một mũi của đại quân ta từ bên Gia Lâm qua cầu Long Biên tiến vào thành phố, có qua phố Hàng Đào giữa một rừng cờ hoa của dân chúng đón mừng. Thưa quý vị, hiện nay, diện mạo của con phố Hàng Đào đã hoàn toàn thay đổi. Vẫn đóng vai trò là phố buôn bán chính, sầm uất, đông đúc nhất Hà Nội. Phố Hàng Đào chuyên bán quần áo phục vụ du khách và người dân Hà Nội. Từ năm 2006, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho phép thành lập tuyến phố đi bộ chợ đêm Hàng Đào, Đồng Xuân vào các tối thứ 6, tối thứ 7, Chủ nhật. Tại khu chợ này, chủ yếu bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, tơ lụa truyền thống, đồ lưu niệm và cả hàng quán giới thiệu văn hóa ẩm thực Hà Nội, thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan. Thưa quý vị, trải qua bao thế kỷ, phố Hàng Đào ở Hà Nội vẫn được xem là một trong những tuyến phố buôn bán tấp nập bậc nhất phố cổ. Ngày nay cũng có ít nhiều thay đổi, nhưng Hàng Đào vẫn là linh hồn của Hà Nội 36 phố phường. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị có dịp tới Hà Nội, nhớ ghé qua phố Hàng Đào nhé. Quý vị nhớ nhấn like và chia sẻ để ủng hộ kênh. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội phố để đón xem những video mới nhất. Xin cảm ơn quý vị.